Xong chưa em? Nhanh nhanh đi, làm gì lâu dữ vậy? Hay chắc đâu đấy. Ừ. Vui là con gái hà, vui là con gái hà, yeah. Sao anh Trung biết là phụ nữ hay vậy? Giận giận là sao anh biết là phụ nữ hay vậy? Cùng sao vậy? Sao anh biết em? Cầm cầm giùm anh điện thoại. Cầm đi anh. Ừ. Giờ 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 em nhờ. Sao? Giờ anh nói về này. Ừ. Nãy giờ em hiểu không? Ấy là yêu như đâu thì anh thì anh nói bữa Dũng Quỳnh với con bé kia đó nên là Quỳnh trôi anh Quỳnh vợ anh nó trôi anh bữa khùng khùng điên điên đó mà thấy nè trong mình nó trôi vụ mà nó chờ anh nó dễ hai đứa yêu nhau vụ đó à vậy là anh kêu qua em đó dễ gái nữa làm clip đó ấy chứ chịu không không việc làm bạc đồ luôn vậy tự nhiên anh tướng anh biết cho tính tiền của em đúng rồi ấy là giờ mày hiểu không? Rửa dạ hương thiệt thơm này. Đang quay nè, nói cũng khùng quá, người ta biết mày ấy thiệt khùng quá. Coi đục mấy đẹp gái phải đạn. Thì đâu bây giờ ấy tưởng đó là anh muốn em là dạ gái đâu, giờ đâu? À, mới đi giờ đồ rồi. Ừ, chẳng nào gì à? Biết nhân viên sao anh rủ nó vô làm? À, nó nghỉ rồi. Chứ... Nó nghỉ rồi vậy? Ừ. Ủa vậy cái lúc thiếu người anh mới nhớ em nè. Phải lúc nào anh nhớ em mà. Trời, khùng quá. Đây là vậy, như vậy ha, hiểu không? Giờ em xuống đây em nằm đang ngậm nhá. Ngậm cái đầu vậy, ngậm đúng đúng không? Nguyên chào các bạn, mình đã thấy nha các bạn. Đi nhờ để tao chặt. Cũng nhìn bà tao nghi lắm á. Đi nhờ. À bây giờ mình sẽ giúp anh Trung thực hiện clip đó nha các bạn. Giờ em chỉ vô đây dạ gái đỡ chút nữa đúng không? Đúng rồi đúng rồi. Bây giờ anh mày thông minh vậy chứ. Trước canh đi, đợi em đẹp cái quay cho. Chút nữa rồi xem anh vô. Đi đi. À. Xong rồi anh vô anh gõ cửa nha, em muốn bố nha. Nhớ nha. Đồ khó thở chừng lắm. Hey, anh Trung, anh đồ phán bội vợ anh ấy. Em là anh muốn nè đâu hãy dẫn Trinh vô, dẫn Trinh vô. Rồi vô đầu đổ quá, chiếc kêu rồi vô rồi. Rủ tao nảy đậu vậy. À đâu tôi bỏng, tôi dẫn vô vậy. Đủ mày bỏng Trinh đi. Mắt Trinh đâu, mắt Trinh đâu. Đừng đơn phút nó bỏ em đi Trinh. Tôi đi Trinh. Đi vô vô trên giường. Mày đi cùng tao. Hả? Ừ. Sao lên lên vô cho tao vô đi chi nữa. Đi đụng mày vô đây chơi thay đồ chút mà chứ. Thấy đụng mày chơi vô thì bắt tao còn lại luôn á. Chứ sao giờ ra. Mày xuống mập để tao mày đó mày đó. Mày mà không đỡ ông trên sao được. Đỡ đi trên nó liêu vô chứ. Để tao dẫn vô. Mày nghĩ là nó đỡ đi trên vô vậy. Mày nghĩ tầm phút chứ rồi. Ông dân thiệt. Ừ. Vô đi vô đó tao còn lại. Ờ ờ ờ. Vô đây trên. Nè. Cậu đồ đây. Bây giờ cậu phải đưa có cái đó. Không, mày cấu ra trước đi. Đấy, đưa con gái cho anh. Này đưa đi. Sao? Mày cấu ra trước đi. Nhưng mà cái của con nó cái được, cậu phải... Ai sao cậu mẹ cấu luôn. Không, mày cấu ra. Sao đi ra đi? Cũng bị ô chi. Từ từ ra anh giờ tôi coi các mày đang làm tao bảo gì tao bảo nghiệp gì mẹ đừng không ý là nó trên nó cấu đồ ra đó thôi. Ủa con cấu đồ mà sao cậu quay con chi hả? Mày có mày có mày ở trong không? Hả? Có mày ở trong mà sợ đâu ai tôi qua lại ngồi trước nha. Ngồi rồi trời ơi anh đang thi đồ đồ mày xem chưa chung chạy mặc đồ dài mà tao tướng nghĩ giờ cái gì chứ cái mặt đồ thiệt đẹp luôn cái áo luôn đó cái cọng dây xuống chỗ cái kẻ hán đúng không đây đây nó mặc đồ này thiệt đẹp vậy mà nó kêu mày phút vô cấu đồn tao cái phút đưa tao dạ ông đâu mày ông đâu chạy tin vô nhà tính đồ mày nấp mày đi đó nó thấy đồ lẹt mày đi mày nấu má thấy tài điểm mà đứng cứ thấy tài điểm cứ bù 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 vô Đâu vô đánh vô. Tôi thấy rồi. Ấy là. Đợi quá. Ấy là chùm kiếm mòn thôi đúng không? Chùm kiếm mòn thôi đúng không? Ừ thì bằng quá vui. Chùm mòn mà còn chỉ mặc váy. Cỡ, mặc vô cho nó dúng nha. Dung ơi. Dung. Đi đâu vậy? Mà sao lên nó má gọi em mới kêu quay clip trôi mà sao? Clip trôi gì mà sao anh rú em với thằng thiết mà anh rú mình nói vậy?
Mày đồng quen bữa giờ tôi rủ tụi bay toàn vừa nãy tao không mời. Nó mới gọi cạc video em thấy nó bằng cái quế gì mà cam cam hồng hồng đủ quá dung. Kết! Lên ơi! Lên ơi! Lên! Lên ơi! Lên! Lên! Xong chưa em? Em xem cái đầu thuốc thiếu tới chưa? Ờ đó đây đây. Bây giờ đâu đâu bây giờ anh em mình chạy ra trước chờ vô rồi giờ, anh chạy vô anh vô liền đúng không? Rồi em chỉ quay camera đây nữa là anh chị luôn hai tụi bay trống trống quay hay là em không em quay luôn cho chút nữa em quay không sao đâu anh cứ đi 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 đợi nó nghi nha đâu đi anh đi. 2,000 years later, 6.5 hours later, a few inches later. Anh vô giờ anh vừa kêu anh đi chạy vô đi. Chị sao mày quên? Đừng anh đâu, anh đâu, anh đâu, anh làm phải không em? Anh đâu sao anh kêu nãy giờ, anh đâu sao anh làm phải không á? Anh kêu anh qua coi giùm mới shop mà. Anh bị vợ chồng gì mà mới shop gì không chịu coi. Anh bị shop. Anh bị shop. Quá sao anh kêu anh shop mà? Mấy đứa anh Phúc rồi nói anh bị shop mà. Nãy giờ mệt mệt. Sao gì đâu mà. Sao vô phải không ngầu trao được? Nghe nói chuyện khác khác sao anh shop mà. Làm gì anh cậu áo cậu đồ vậy? Tao đây mệt rồi á. Vòng vô chi nữa. Tao vô tao thay đồ mày đi không nói gì vậy? Hả? Vô chi? Tụi bà cho mát mỉ vô làm gì đâu. Được rồi, vô đây chi. Nó vô nó thay đồ mày đi làm sao anh đâu? Thì rất là vô cái gì đâu mà nghe lên mày. Bây giờ em nằm đây, tấm hình của em trên bàn tay, chọn cách ra đi để được thanh thản vì quá nhục nhã trên đời này. Gì đâu còn cấu cái gì kia? Quá, cho con nào kia quên quên. Con nào kia? Ai mà em là em nhá ai? Không có sao. Tấm dài kia mà. Con này anh ngơ quá. Con này anh. Ai vậy anh? Ừ, mất thiếu mày. Đây á, biết là tao đi đâu chạy vô đây vậy? Ghê, ghê. Cái làm gì anh tại cái này vậy? Này, nãy giờ anh nói quen. Bữa nay, bữa nay anh thích là quen giảm vợ được không? Thích là quen giảm vợ được không? Mày, anh gan sao vậy anh? Anh có vợ, anh giảm cái gì vậy tôi? Nếu là tao đỡ là vì cái vợ tao quen. Nếu anh. Bữa nay anh gan không anh? Dùng gan hả? Ấy là sao tự nhiên muốn lấy anh Phúc đâu? Quên. Giờ sao? Nói con nhỏ nào bỏ muốn nó thì mẹ luôn. Đây bạn gái anh được chưa? Sao anh lại đổ mà anh ghen anh trông? Bữa nay anh nói chung em anh với em không còn gì nữa. Đổ quá tao xem rồi. Lấy đồ đi anh. Đâu anh 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 sao lúc ấy sẽ ra sao? Tự hỏi rằng sẽ có thế nào? Đây mà. Ủa? Ủa? Anh lên đây, anh trước đây, anh lúc bây giờ ra đây. Ủa mẹ, giờ coi gì vậy? Ủa, là thiên anh. Xin là xin vĩnh biệt cô. Không xem không? Thí mẹ đâu? Trời ơi, con người anh đây. Anh thí mẹo. Từ từ từ, anh cưới sao vậy? Con rồi đó. Anh cưới sao? Ai về đây? Ai vậy? Trời ơi, anh cưới sao? Ai đây? Anh đưa về là gì đó hả? Tao xem mẹo. Giết mày luôn á. Lên. Lên đây lên. Lên đây mà. Em tao xem mẹo. Mày lấy em không nói gì là không chạy tới gì nữa đó. Mày dám đem gái về đây giờ đúng không? Còn sâu còn cá nữa. Lấy hết rồi. Đi ra khỏi nhà tao lên. Không. Không phải đâu. Không phải là sao? Ủa anh lên gì kỳ cục vậy? Hồi nãy giờ em tưởng á. Anh cho. Im. Anh nhờ em mà sao biết đi. Đúng là anh nhờ em đâu mới đâu. Nhưng mà ủa cái đầm đây để em lên mạch mà sao sao phải không? Phải em không? Anh ngừng mà anh
anh mà bây giờ đối xử với em như vậy hả? Anh nghĩ sao mà đối xử với em như vậy? Không có là không có làm sao? Anh nghĩ sao mà hai đứa quen nhau tụi bàn tay trắng mà bây giờ có? Anh chắc người ta nhiều đúng không? Anh có mấy rồi mấy em kể anh nghe nè, em tưởng là anh lên là trôn điệu mà anh ngờ đâu. Anh giờ anh chắc gái gì nè, giờ sao? Thì bữa nãy anh bây giờ em không có gì để xin lỗi lắm. Anh lấy cái đồ đạc anh đi đi. Không, anh đâu. Đúng rồi, anh nhớ đâu. Đấy, anh có cầm máy quay quay mở lại đoạn đầu cho nó. Quay đâu, em chưa đẹp đâu. Em đâu có đẹp đâu, để anh kêu. Đấy, đúng rồi, sao mà đẹp cái quay hay. Vụ gì máy quay cái gì? Anh có cầm máy quay đâu. Bây giờ đừng có nói gì nữa đó. Em không muốn nhìn thấy mặt anh. Anh cứ đang ngồi đây. Anh chết ngăn tình của anh đi đi. Mày lừa bố mày. Mày. Em nghĩ nó trôi mà có tiếng lên trong đây mà giờ sao thành con đó. Anh nghe tôi chạy nhau với em mà nói là bồ người yêu của tao. Người yêu của tao với mày lên. Tiếng mẹ rồi. Mày nói như vậy đó. Đục mày mày trôi hả? Em biết làm sao hả em? Lên em thôi mày. Em không muốn nghe lời nào nữa đó. Hả? Anh này là đừng có nói nữa. Thật ra là anh Trung anh tự làm đó chứ anh không biết nói thoại anh biết rồi. Đây đây. Dạ anh có chịu trách nhiệm với em. Nhảy! Nhảy đi! Nhảy đi! Nhảy đi! Tầng tầng tầng. Không. Anh mới đi làm được mấy ngày à mà bồ bệnh bồ bệnh. Thôi Quỳnh ơi, giờ chia tài sản với anh đâu em ơi. Chia gì? Quýt ra đây. Mày quýt vậy giờ con ra nó cũng chịu sao. Còn gì chứ đi. Mày cầu sao mày. Ở tháng rồi mày. Giờ này cũng giờ này cũng giỡn nữa mày. Giỡn xem chút rồi đừng làm vậy. Đâu mấy ngày này á, nãy nó giận vô anh. Mày lên đây, để mỏi. Bé, mày là gì đó là thằng này. Anh thấy chưa? Điên vô. Bây giờ anh còn có chút đen rồi hả? Hãy có tất nhiên như mình đúng làm điên đâu. Bây giờ em đừng có anh để như thế này, em không cần anh nữa. Cái đoạn có tất nhiên mà dẫn tin như tụi anh. Bây giờ anh đừng có giết em nữa. Em có giữ anh đừng bây giờ anh gặp tao chuyện mẹ con em nữa. Đi luôn đi. Em không có một cây để chung cấp trao cầu với anh nữa. Tất nhiên thế nào đâu, không tin lừa. Tất nhiên ngay ôm trên lừa kia Quỳnh. Anh cố đi đeo bởi em nhanh lên. Không có, nãy giờ mấy anh kia nó đái á, bữa giờ nó cho em nhớ rằng là... Quỳnh, anh nói này, nãy chính miệng ông nói đúng không? Sao không ai nói vậy? Anh nói anh miệng ném máu vô, anh nói gì? Anh kêu là mẹ ông nào? Ta ném mạnh miệng lắm mà, sao giờ anh kêu vậy? Nó vô đây, nó cho anh trẻ đâu, anh giỡn, anh giỡn cho anh em, giờ bữa em chờ anh á. Ý là anh chỉ thường lên là đỡ cho anh không có chuyện á. Tự nhiên biết đâu xuất hiện đây, anh đâu biết đâu. Thôi thực ra thì là anh Trung, anh Thương. Em tới, em đâu phải tim đâu mà tự nhiên xuất hiện. Sao gì anh mà vô được? Nhà mình làm sao mà vô mà thằng đúng không? Lại con bé anh ơi, nó không biết đâu. Quỳnh Quỳnh, tiết camera rút hiện đúng không? Biết rồi đâu. Mộng vô không? Đi lộn với em. Tại sao không? Mộng vô mà đường mình này, nằm trong trường mình. Sao mà mộng? Em nói nè, mộng vô thì mà hình kéo hùng lên. Tặng đồ, tặng vàng cho con bé đây, nó mang nó này. Sao chịu chịu mày, tặng vàng bạc gì đây đó mày. Đây, tặng anh cái mũ này, anh kêu nè. Bộ mẹ, anh... Kìm mày thiết. Lũ mấy này ai rồi mộng vô nữa, anh mộng tin chứ. Cùng chỉ vô đang giải lộn mà mộng vô rồi, mộng đi kia. Giờ sao? Bây giờ sao? Giờ cứ đi theo cửa nhà đừng có nói gì nữa đó. Lý dậy. Lý cái đầu mẹ. Lý dậy mẹ. Lý dậy, tao vô chân này. Lý dậy. Con đi đây, đi ra hết cửa nhà tôi. Đi ra hết đây. Nghe. Con đi hết cửa nhà tôi đây. Đi làm sao mày ra vô, nói gì nữa một tiếng. Đi hết đi. Còn thiết làm gì đó vậy anh? Còn thiết làm trong cái tiết ở trong đó. Bây giờ mình cứ làm vậy anh, chút rồi em sẽ nói lại sao không sao á, yên tâm đi. Còn thiết làm kịch tính. Còn thiết bây giờ nhìn trong biết trôi đâu mà biết trôi là anh làm kịch tính đi. Trời ơi, mình quốc đi. Đi ra hết, em nói, kể từ giờ hôm nay em với anh không có còn quen hệ gì với nhau nữa. Không cần đâu, đi. Đi đâu rồi? Đúng rồi, đi vô.
cần gì dẫn tới luôn nha. Chúc anh giải lại yên tâm anh nha. Đồ má mình có giải được vậy? Lấy đồ luôn kìa. Lấy đồ đây đây sợ gì trung. Mình à trung. Tự tôi lấy không cần rồi lấy đâu. Lấy đồ gì vậy? Lấy đồ số ngày sao nó nhỏ thì tay chuyện lên nó chịu. Mặt lờ khờ mắt quay mắt đầu luôn rồi. Lờ khờ cứ nhỏ luôn luôn. Lấy đồ gì vậy? Lấy đồ đi. Lấy đồ đi. Lấy đồ đi. Lấy đồ đi. Câu đi câu luôn đang mày cái luôn Quỳnh. Biết về dép luôn đi luôn đi. Anh dùng mày cửa sổ luôn kìa biết. Anh Trung. Anh Trung đó. Mày nó dùng cửa dép luôn kìa anh Trung. Anh Trung đúng không? Anh Trung giải thích mấy mình đi điên thiệt kìa. Mình giải giải đi. Giải cái mùi không? Thì cơ nó không có cái gì giải đó anh. Mẹ anh nhìn nó giỡn vậy. Anh nhìn nó lại. Anh nhìn nó lại anh chết rồi. Anh khùng xong. Anh này giỡn rồi. Anh đi thì mình lên giải mẹ luôn á. Anh biết bây giờ là mạnh còn giỡn giỡn không? Giỡn giỡn. Lên vô, mình vô giải giùm cái. Thì thiết nói nghe thì lên là giải má luôn á. Không, không, bây giờ em giải cho anh. Ngồi xuống. Cái coi này nó giải mẹ. Ngồi xuống hai vợ chồng. Ngồi xuống cái gì mà ngồi xuống. Anh Trung ngồi xuống anh giải luôn. Lại tâm đời này anh. Giải mẹ luôn. Làm gì? Đây lại giải. Đây đi, đây. Em nói với anh sao anh đây là một cái người em. Tụi bay nói giùm tiêu như sao. Giỡn á, coi coi. Giỡn nói cho nha. Thôi quên đâu, giỡn tay mà đang phao bị tiếp này chuyện bình thường. Nên mình nói cùng cũng vậy đó. Nó sao? Bây giờ chia tài sản, nói chung là hoàn thiện. Lui đi. Mày đi rồi, nói chừng. Nói sao? Để tao nói cho. Tao không biết nói làm sao. Đây là đồ Huynh nói không? Dạ, anh ấy giờ em có đồ đây, có đồ đây, có đồ đây. Có đồ đây cho nó biết đây đồ. Anh mà tin được. Bây giờ trời ơi. Bây giờ mấy người yêu nhau sao mấy người ở nhà mấy người nói, mấy người quay video ngọn. Dạ, rồi, cho nó giải thích rồi mày. Rồi ra lên cái gì cẩu đồ cẩu đạt vậy? Chùa kìa nó mặc áo kiếm này là thâu chứ. Trời trời chiều nói đâu mà. Sao mày cứ dính đồ đầu vô lưỡi thế mày? Có gì đây là cậu em nhờ em quay cho anh chị thôi chứ không có gì hết. Nãy rồi nãy. Nãy em đúng đó khác sao bây giờ mày cười vậy? Ừ em hỏi tin anh Trung tử nãy anh gấp rồi không? Tiêu là sao vậy? Cục chịu nó đụng nó vậy rồi mà còn chụp đúng không? Mày mới là con em nhờ giải thích đâu rõ ràng lên. Không có xong là không không xong chịu với tao. Đúng rồi anh chọn con cho đi. Đủ con đó nó dữ quá Quỳnh dữ quá. Đừng có muốn làm. Chọn đầu mày. Tin lấy của anh không? Chịu tao mày có chọn chọn không? Tình biến hơn, tình biến hơn. Tình được ngon hơn. Không không, tao chọn vợ tao. Chọn vợ đẹp đi á. Chọn vợ giống nãy làm clip. Chọn vợ mà đi làm clip lừa dối. Ừ, làm clip vậy hả? Anh còn thông đồng làm clip vậy hả? Mà điên sao? Trong ý là Trung là chọn vợ đi ra đường. Để anh nhờ. Là em là người đi. Lời nói. Quả chết cái thằng điên kia nó cách gì đấy. Thằng con được anh. Nè hai người giải thích cho rõ ràng nha, giải thích rõ ràng người ta biết xấu quá. Cái đồ đó mà cho lộn xộn xong rồi muốn làm cái gì vậy? Mày khùng sao vậy? Đẩy tao vô chơi vậy nè. Nó giỡn á. Giải giờ giải giải. Tên à nãy nó chung cửa vô cửa sổ á, lên nó chung ra lại. Bé nó chung vô cửa sổ. Mày bị điên hả? Cái cửa sổ chung. Anh nói là cửa sổ là chung vô ống được đi. Nè, tụi em bịt tật ấy tới cửa sổ bị chung nẩu á mày cái con này. Bây giờ sao mà nói như vậy? Giỡn á. Cửa sổ nó mà chung ra được. Giỡn á. Anh nói cái nhà anh nó không phía sau không? Để em dẫn vô đường. Ừ. Cái cửa sau. Nào đây đúng không? Sao? Ủa mới nói sao ông nghe vậy? Mà thiệt đó. Đúng rồi lờ cờ mà. Ờ. Ủa sao? Anh nói lờ cờ em đâu có tin đâu. Ủa mới xinh đẹp như thế này mà sao em cưỡng chồng luôn rồi đấy em. Có cái đi đường cửa sau nè. Ờ nó đi đường cửa sau á. Cái sao mà kêu nói chung cái cửa sổ? Tao có bị khùng không? Mấy em Quỳnh nó đẹp vậy, tướng tem múc rập vậy, xinh đẹp. Mày hiểu không? Nó đâu sơ sơ hơn mà cứ ăn chồng. Mày biết em Quỳnh hầu nước đẹp mà Thái Lan nó thẩm mỹ mày biết không? Biết sao hả? Thì đi ồn ào với mày. Thấy chưa? Mẹ bị gì mày tới lúc mà mày xảy ra chuyện cứ lóc 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 vô. Mình nhìn kỹ ngôi trường ha. Trong giờ thì nào thì em đúng nhìn chạy không? Cái đầu riết rồi nên hơn ông trong ông. Động mà nó đi khổ được hả? Nói gì nè. Thằng anh không biết nó nói gì, nó ăn ấy gì sau tay em có chịu á. Quỳnh đã làm con trai, nó phẩm thật, nó biết nó bắt bao nhiêu nó. Thành đó, mày đi đâu không còn khùng quá. Thầu giấy mập đó, giờ giấy cho luôn này cho nó nhanh nè. Thì thực ra đây là con cháu của anh, còn đây là Quỳnh, đây Trung. Mà anh Trung thì nãy anh Trung anh thử làm em giao bữa em làm clip lick á. Em coi ấm á, ông tức quá. Anh cho lại. Nhưng mà em không bình thường nghe, chứ không phải tên như vậy. Ông tức với lại em không đúng quá. Ông tức quá, ông nói anh. Nói chuyện muốn lộ không? Từ đó anh em giải thích nè. Ủa, hồi nãy là nếu mà giả sử như em kéo mình ra là anh lên đó thì sẽ không có chuyện gì. Đó anh giải thích. Đây là anh Trung anh nói là em trôi lít á, ông ghét ông nói anh là nhờ ông bé vô ngủ ông đó thử làm em. Cái gì mày tao nhờ mày chứ mà em bé gì. Nhưng mà anh bắt được ai? Bắt được mày. Đấy, Quỳnh nãy em bắt được ai? Bắt được bé đây. Đấy, thấy chưa? Nhưng mà có nèm đầu, có nèm giá bộ nèm đâu cho ông làm á. Anh nãy anh canh 2 tiếng hồ. Tao đi 2 tiếng hồ. Mệt gì mệt lắm rồi nhân lên rồi đừng. Mệt đó chưa? 2 tiếng mệt. Anh cho tao mệt luôn. Sao? Vậy sao? Đâu biết sao cái gì nữa sao? Vô chứ. Lúc nào mà vô thấy ai, thấy lên đi ha. Giờ em kêu ổng mà trả bài được. Anh lên đúng không? Ờ, tối nay mày rớt trả bài nấu chịu không chịu. Ông mép giờ thử thôi. Đừng có bài clip giữ tình thật nha. Thấy chưa? Đấy. Ông hứa chi mặn nữa là cái mấy ông đụng má. Cái đụng cha mà nó
Nói thì mày, tao nói mày á. Nói nó nói gì khùng khùng nãy giờ vậy? Con vợ anh bỏ que đầu, bỏ que đầu, nó nói bỏ que đầu mà anh đã lừa anh trong tấu đầy đủ mày, tao ngủ được là vui. Tao đã lừa anh nghiêm đó, anh biểu anh thông đồng với em. Ờ, thông đồng được biết là ok. Đúng rồi, là giờ anh đi ra đường rồi. Đấy, bây giờ mình đã trao được nó với một vố về cái vụ lét cái đầu, anh thấy không? Trời nói cho tao. Bây giờ giải xong rồi. Không giải xong rồi mời em. Sao vậy? Con đây là em anh mờ sao cứ nói gì? Em hả? Mà nói rõ ràng chứ mà nói kiểu mập mờ vậy sao sao nói được. Nhà anh nó kêu cái lanh, nhà anh tiếp nữa không kìa. Dạ, thật là bằng trời em. Không có đâu, lặng người mà xong khùng nhau á. Sao cái gì cũng giỡn chứ. Cái điều hồi nãy anh táo đổi anh em leo cửa kia em giỡn con tin đi. Trời ơi, đứa mày làm gì trong đây vậy? Mày bị điên à? Đủ nó làm gì trong đây nữa giờ? Nó anh lừa ngờ anh kiểu. Em cứ vậy dở tình hình quá. Anh nó dụ đi cái mặt đó, nó vô nó cứ dở tin người à. Đúng rồi, cờ lỡ nó ấy sao bớt ra đi tung. Em ai mới là người nói anh á, tự dưng anh thông lòng với anh lên cho anh em, tự bây giờ cho ngược lại, bây giờ trách ngược ai hả? Em vợ anh cô bé anh đụng chối tất cả lờ khờ à, xong anh đụng thông minh mà anh cứ vậy vậy ta nó không không quét mày đâu giùm tao cái người tao ảnh cho dục rồi đưa đẻ chỗ đẻ đi mày. À, các bạn nói chung nãy giờ mình cũng quậy gia đình anh Trung tan nát nhà cửa. Bây giờ mình sẽ vào để mà nói chuyện với bé Trinh và bé Quỳnh nha các bạn. Nếu em thấy video này vui và thú vị, đổi lại một like, subscribe. Quay gì nữa vậy? Chiêu sao á? Dạ mẹ ơi. Còn trong thời gian qua, đây là Choco Himoko ngũ cốc tăng cân. Còn đây là Himiko Slim nha mọi người, ngũ cốc giảm cân. Thì trong thời gian vừa qua thì chồng mình sử dụng cái ngũ cốc tăng cân này và Nhật thấy tăng cân rất là an toàn và hiệu quả luôn. Còn Nhật sử dụng cái sản phẩm giảm cân này thì Nhật từ 60kg, hiện tại cân nặng của Nhật là còn 48kg nha cả nhà đấy. Nếu như mà ai có theo dõi nha thì hai cái sản phẩm bên nhà em Nhật đều là thực phẩm chức năng, thực phẩm hỗ trợ được Bộ Y tế cấp phép dùng. Nên là chị em nào đang có nhu cầu tăng cân hoặc là có nhu cầu giảm cân thì mọi người có thể qua Facebook của Nhật là Nguyễn Thị Minh Nhật, anh lên sẽ ghim cái link, hoặc là qua Zalo nha mọi người. Đấy. Thì bây giờ thì bọn em sẽ đi pha để mà sử dụng nha. Cách sử dụng của nó rất là đơn giản luôn. Rất là thơm ngon và dễ uống nha. Bạn nào mà sợ khó uống thì cứ yên tâm sử dụng. Em cam kết với mọi người rất là dễ uống luôn nha. Sản phẩm mình thấy rất là hiệu quả nên là mình giới thiệu cho các anh em cùng sử dụng với mình. Rồi. Rồi, cái gì mình sẽ đổi Zalo và Facebook của vợ mình, anh em nhắn tin trực tiếp để mà vợ mình tư vấn nha các bạn.